Xin chào các em. Để việc học tập trực tuyến đạt kết quả cao, các em xem phần mô tả có link bài ghi và link bài tập trắc nghiệm. Các em tải bài ghi về làm vào vở hoặc in rồi dán vào vở. Sau khi các em xem xong video, thì chúng ta làm bài trên link bài tập trắc nghiệm. Lưu ý, các em nên đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời, vì chỉ thực hiện được một lần. Thầy cảm ơn các em. Sau đây, thầy mời các em xem bài giảng. Chào mừng các em đã đến với tiết học ngày hôm nay. Các em có biết không, ở làng Ngũ Xá Hà Nội nổi tiếng với việc đúc đồng, thì các nghệ nhân ở làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen. Và đây chính là hình ảnh của pho tượng đấy các em. Tượng cao 3,48 m và nặng 4.000 kg. Chính điều đó nó là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta. Vậy việc đúc đồng có liên quan đến hiện tượng vật lý nào? Thì bài học hôm nay cô cùng các em sẽ nghiên cứu. Chủ đề sự chuyển thể, tiết 30-31, sự nóng chảy và sự đông đặc. Trước hết, chúng ta sẽ sang phần một La Mã, sự nóng chảy. Để biết sự nóng chảy là gì và nó có đặc điểm như thế nào, thì chúng ta sẽ xét thí nghiệm sau. Thí nghiệm được bố trí như hình vẽ, gồm có một đèn cồn dùng để đun nóng bình nước. Trong bình nước có một ống nghiệm đựng băng phiến đã được tán nhỏ và một nhiệt kế đặt trong lòng ống nghiệm để đo nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình đun nóng. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau. Đốt đèn cồn. Khi băng phiến đạt 60 độ C, thì cứ sau 1 phút ghi lại nhiệt độ và thể của băng phiến theo thời gian và ghi tới khi nào nhiệt độ của băng phiến đạt 86 độ C thì dừng lại. Và đây chính là bảng kết quả theo dõi nhiệt độ và thể của băng phiến theo thời gian. Dựa vào bảng kết quả này, ta thấy người ta đã đun nóng băng phiến trong thời gian là 15 phút. Nhiệt độ của băng phiến đã tăng từ 60 độ C lên 86 độ C. Và thể của băng phiến đã thay đổi từ thể rắn sang thể lỏng. Như vậy, ta có thể chia quá trình đun nóng của băng phiến làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ phút thứ 0 đến phút thứ 8. Giai đoạn thứ 2 từ phút thứ 8 đến phút thứ 11. Và giai đoạn thứ 3 từ phút thứ 11 đến phút thứ 15. Các em hãy nhận xét cho cô nhiệt độ và thể của băng phiến đã thay đổi như thế nào trong từng giai đoạn. Chúng ta xét giai đoạn thứ nhất. Là từ phút thứ 0 đến phút thứ 8, nhiệt độ của băng phiến tăng từ 60 độ C lên 80 độ C và khi này băng phiến tồn tại ở thể rắn. Giai đoạn thứ 2, từ phút thứ 8 đến phút thứ 11, nhiệt độ của băng phiến không đổi là 80 độ C và khi này băng phiến tồn tại ở cả hai thể rắn và lỏng. Giai đoạn thứ 3, từ phút thứ 11 đến phút thứ 15, nhiệt độ của băng phiến tăng từ 80 độ C lên 86 độ C và khi này băng phiến tồn tại hoàn toàn ở thể lỏng. Mặt khác, từ bảng số liệu này thì chúng ta có thể vẽ được đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của quá trình đun nóng băng phiến. Và phần vẽ đường biểu diễn này thì các em tự vẽ ở nhà nhé. Dựa vào bảng 24.1 này thì cô sẽ hướng dẫn các em cách vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian khi nóng chảy.
Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn trục tọa độ. Trục nằm ngang là trục thời gian. Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ. Góc của trục nhiệt độ ghi 60 độ C. Góc của trục thời gian ghi 0 phút. Mỗi ô vuông nằm trên trục thời gian biểu thị 1 phút. Mỗi ô vuông nằm trên trục nhiệt độ biểu thị 1 độ C. Nối các điểm xác định nhiệt độ tương ứng với thời gian đun thì ta được đường biểu diễn. Đầu tiên thì ta phải xác định được các điểm. Điểm thứ nhất chính là điểm gốc tọa độ, là thời gian đun là 0 phút và nhiệt độ là 60 độ C. Điểm thứ hai thời gian đun là 1 phút và nhiệt độ là 63 độ C. Ta được điểm thứ hai. Tương tự với các điểm còn lại thì ta cũng vẽ như vậy. Nối các điểm xác định này thì ta sẽ thu được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến khi nóng chảy. Và đây chính là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến khi nóng chảy mà cô đã vẽ. Các em chú ý, vậy khi người ta cho một đường biểu diễn thì các em cũng có thể xác định được ngay nhiệt độ và thể của chất đó. Ví dụ như đường biểu diễn này thì ta có thể xác định được nhiệt độ và thể của chất đó thay đổi như thế nào trong quá trình đun nóng. Ta có thể chia đường biểu diễn này làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn nằm nghiêng. Từ phút thứ 0 đến phút thứ 8, ta thấy nhiệt độ của băng phiến đã tăng từ 60 độ C lên 80 độ C và khi này băng phiến tồn tại ở thể rắn. Đoạn thứ hai là đoạn nằm ngang. Từ phút thứ 8 đến phút thứ 11, nhiệt độ của băng phiến không đổi là 80 độ C và băng phiến tồn tại ở cả hai thể rắn và lỏng. Đoạn thứ ba là đoạn nằm nghiêng, từ phút thứ 11 đến phút thứ 15, nhiệt độ băng phiến đã tăng từ 80 độ C lên 86 độ C và khi này băng phiến tồn tại ở thể lỏng. Dựa vào các phân tích kết quả thí nghiệm ở trên, các em hãy hoàn thành cho cô câu C5 trong sách giáo khoa bằng cách chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Băng phiến nóng chảy ở 80 độ C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến. Và trong thời gian nóng chảy thì nhiệt độ của băng phiến là không thay đổi. Vậy, theo các em, các chất khác nhau thì nhiệt độ nóng chảy có khác nhau hay không? Để trả lời được câu hỏi này, thì cô sẽ giới thiệu cho các em bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất. Dựa vào bảng kết quả này, thì ta có thể thấy Wolfram có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất là 3370 độ C và rượu có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là âm 117 độ C. Vậy dựa vào bảng kết quả này thì ta có thể suy ra rằng các chất khác nhau thì nhiệt độ nóng chảy là khác nhau. Như vậy, ở phần 1 La Mã sự nóng chảy,
Các em cần phải nhớ cho cô các kiến thức cơ bản sau. Thứ nhất, sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng thì người ta gọi là sự nóng chảy. Thứ hai, phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định và các chất khác nhau thì nhiệt độ nóng chảy là khác nhau. Và trong thời gian nóng chảy thì nhiệt độ của vật là không thay đổi. Đó chính là các nội dung mà các em cần phải nắm được. Qua thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến, khi băng phiến được đun nóng thì nó nóng dần lên rồi nóng chảy ra. Vậy theo các em, có điều gì xảy ra đối với băng phiến khi ta thôi không đun nóng và để cho băng phiến nguội dần? Các em hãy viết điều dự đoán của mình vào trong vở nhé. Muốn biết được dự đoán của các em là đúng hay sai thì chúng ta xét thí nghiệm sau. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau, đun nóng băng phiến như thí nghiệm trên. Khi băng phiến đạt tới 90 độ C thì tắt đèn cồn. Lấy ống nghiệm ra khỏi nước và để cho băng phiến nguội dần. Khi nhiệt độ của băng phiến giảm dần đến 86 độ C thì bắt đầu ghi nhiệt độ và thể của băng phiến. Cứ sau 1 phút ghi lại nhiệt độ và thể của băng phiến cho tới khi nào nhiệt độ giảm tới 60 độ C thì dừng lại. Và đây chính là bảng kết quả ghi lại nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội. Dựa vào bảng kết quả này thì ta có thể thấy người ta đã để nguội băng phiến trong khoảng thời gian là 15 phút. Nhiệt độ của băng phiến đã giảm từ 86 độ C xuống 60 độ C và thể của băng phiến đã chuyển từ thể lỏng chuyển sang thể rắn. Như vậy ta có thể chia quá trình để nguội của băng phiến làm 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất, từ phút thứ 0 đến phút thứ 4, nhiệt độ băng phiến giảm từ 86 độ C xuống 80 độ C và khi này băng phiến tồn tại ở thể lỏng. Giai đoạn thứ hai, từ phút thứ 4 đến phút thứ 7, nhiệt độ của băng phiến không đổi là 80 độ C và khi này băng phiến tồn tại ở cả hai thể lỏng và rắn. Giai đoạn thứ 3, từ phút thứ 7 đến phút thứ 15, nhiệt độ băng phiến giảm từ 80 độ C xuống 60 độ C và khi này băng phiến tồn tại hoàn toàn ở thể rắn. Mặt khác, từ bảng số liệu này thì chúng ta có thể vẽ được đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của quá trình để nguội băng phiến. Và phần vẽ đường biểu diễn này thì các em tự vẽ ở nhà nhé. Dựa vào các kết quả phân tích thí nghiệm ở trên, các em hãy hoàn thành cho cô câu C4 trong sách giáo khoa bằng cách chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau. Băng phiến đông đặc ở 80 độ C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến và nhiệt độ đông đặc bằng với nhiệt độ nóng chảy. Trong thời gian đông đặc thì nhiệt độ của băng phiến là không thay đổi. Trong phần 2 la mã sự đông đặc, các em cần nhớ những nội dung kiến thức sau. Thứ nhất, thế nào là sự đông đặc? Thứ hai, các chất có đông đặc ở một nhiệt độ xác định hay không? Và trong thời gian đông đặc thì nhiệt độ của vật có thay đổi hay không? Đó chính là các kiến thức mà các em cần phải nhớ trong phần 2 la mã này.
vận dụng các kiến thức vừa học, các em hãy làm cho cô một số bài tập sau. Bài tập số 1, em hãy lấy một ví dụ về sự nóng chảy, một ví dụ về sự đông đặc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp rất nhiều các hiện tượng liên quan tới sự nóng chảy và sự đông đặc. Ví dụ, về sự nóng chảy là ta đốt nóng một cây nến thì sáp nến chảy ra. Ví dụ về sự đông đặc thì cho nước vào ngăn đá tủ lạnh thì nước đông cứng lại, và các em có thể lấy thêm rất nhiều ví dụ nữa. Bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Hiện nay, nhiệt độ của trái đất đang tăng dần, mà một trong những nguyên nhân là do con người gây ra. Theo em, khi nhiệt độ trái đất tăng lên thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với băng tuyết ở các vùng địa cực của trái đất? Từ đó, em hãy nêu một biện pháp để chung tay làm giảm hiện tượng nóng lên của trái đất. Vậy, theo các em, khi nhiệt độ trái đất tăng lên thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với băng tuyết? Và nhiệt độ trái đất tăng là do hiện tượng băng tan hay băng nóng chảy? Và có rất nhiều biện pháp làm giảm hiện tượng nóng lên của trái đất, ví dụ như trồng nhiều cây xanh và sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, thì các em có thể lấy các ví dụ khác cũng được. Bài tập tiếp theo là câu C6 trong sách giáo khoa. Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng? Vậy, để trả lời được câu hỏi này, thì trước hết các em phải hình dung được quá trình đúc đồng. Đầu tiên, người ta đun đồng nóng chảy ra, sau đó đổ vào khuôn. Sau khi đổ vào khuôn thì đồng sẽ nguội dần và cứng lại. Khi cứng lại thì người ta tháo khuôn và thu được sản phẩm đúc. Vậy, trong việc đúc đồng sẽ có hai quá trình chuyển thể của đồng. Thứ nhất là đồng nóng chảy, là chuyển từ thể rắn sang thể lỏng khi ở trong lò nung. Thứ hai là đồng đông đặc, là chuyển từ thể lỏng sang thể rắn khi ở trong khuôn đúc. Vậy, trong bài học ngày hôm nay, các em cần phải nhớ cho cô một số nội dung kiến thức sau. Thứ nhất, thế nào là sự nóng chảy, thế nào là sự đông đặc. Trong thời gian nóng chảy hay đông đặc thì nhiệt độ của vật có thay đổi hay không? Và nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì có khác nhau hay không? Và đó chính là nội dung phần ghi nhớ trong sách giáo khoa. Về nhà, các em hãy vẽ cho cô đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ và thể của băng phiến theo thời gian, khi nóng chảy và khi đông đặc, dựa vào bảng 24.1 và 25.1 sách giáo khoa. Học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài 26-27, sự bay hơi và sự ngưng tụ. Tiết học đến đây là kết thúc. Tạm biệt các em.